Trước khi vô video thì mình muốn giải thích cho các bạn này. Trong cái clip làm máy pha mía á, thì khi mình nghiền cái này nè, cái tín hiệu lặp lại liên tục giống gì đó. Và nãy giờ mình nghiên cứu rồi, cách để khắc phục cái này là gì nè. Mình cũng đã làm ở trong máy pha mía mình rồi đó, là mấy bạn phải để block con gì. Đó, block nào cũng được hết, không phải là pumpkin nha, cái nào cũng được hết. Đó, và từ đây dẫn điện lên thôi, dẫn điện qua đây nè. Dẫn sao cũng được, miễn có điện trên này là được. Và nó sẽ không có lặp lại cái tín hiệu đâu. Mình không hiểu tại sao, tại mình không có gành á. Nhưng mà mình đã kiếm ra cách để khắc phục cái vụ mà giọng liên tục này xuống á. Rồi giờ mình dẫn lên cho bạn coi ha. Đó. Còn giờ không, giọng có một cái màu à. Tự nhiên mình phát hiện được vụ này luôn. Rồi thì chỉ muốn các bạn biết cái vụ này thôi đó. Giờ thì vô video nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Lần trước thì lại quên quay cái Ender Farm, lần này biết làm gì không? Ý gỗ rồi, ý kìa nó kìa. Thôi cho nó tự do đi. À, quên ghim cái chỗ cái mic. Cuối cùng clip không có tiếng. Đây mình đang làm lại này nè. Mình tính làm cái chỗ mà farm bí ngô tự động á, mà phải sửa lại vài thứ. Cái này là phải sửa lại khó lắm. Nói chung là mệt lắm. Vậy mình không quay. Giờ thì làm cái này thôi. Ở đây. Đó là cái gì? Ý. Chỗ này hơi fail. Rồi, tiếp. Cái phần dưới này mình sẽ giữ cái hình thù của cái cây thông Noel luôn á. Mình đang bị khan tiếng cho nên hơi khó nói chuyện xíu nè. Rồi thì cái gì nè, cái chỗ hồi nãy mà bạn thấy đó, mình sẽ dời hết luôn nguyên bàn chain đó qua cái chữ A, cái đầu chữ A. Hiện tại thì nó đang nằm ở xéo bên này nè. Khi mình dời rồi thì chỗ này mình sẽ đắp lại sau ha. Giờ thì hơi khó. Đây. Nè. Cái chỗ này mình sẽ dời qua đó. Rồi mình đắp chỗ này lại sau. Hiện tại thì cứ xây nguyên nhà lên thôi, không sao. Tiếp tục. Vì chỗ này khá bự cho nên trang trí hơi căng. Tự nhiên lại mình bị gớt cái đe xuống dưới kia rồi. Đe để cái bên đây gì nè. Gớt xuống đâu biết đâu. Quên là khi mà bỏ block dưới chân nó thì nó sẽ gớt xuống á. Kệ, làm cái khác không sao. Hoặc là có thể lấy được cái độ mềm mại đảo lên. Đi đào luôn. Tí nữa mình sẽ đi vô trong cái Ender Farm để sửa này lại luôn. Giờ thì cần cái này. Đây, đây. Rồi sau đó đi lên đây. Rồi. Xong. Cho một cái ở trên này luôn ha. Chữ A ngay đây. Gì để nó ở đây đi. Đây. Rồi kiếm cái đe nằm đây phải không? Vậy nằm dưới nữa. Oh man. Khó vậy. Đâu đây nè. Ok. Hello cưng. À đúng rồi. Các bạn nói cái farm nào hoạt động á. Để cho coi. Búp, búp, búp. Đang hoạt động rất bình thường. Cái stone này là mình để thử. Thử coi có hoạt động không á. Thì có nha. Mà năng suất nó không được cao đây. Muốn tăng năng suất cái này lên thì cần phải có thêm máy theo dõi. Mà làm đó thì mệt đó. Như đó là đủ rồi, đủ xài. Cái đe đây. Ơ. Bụp. Rồi. Giờ ý tưởng.
Làm chỗ này kiểu gì cho nó đẹp? Chắc là mình còn phải có mấy cái gốc cây á, để ngoài này nè. Cái sòi ở đây không có nhiều, phải qua một cái chỗ khác luôn á. Đi. Bây giờ để mình qua chỗ khác mình làm lâm tặc á. Đâu đây? Xoay. Rồi. Vua biển biến thành lâm tặc. Ồ, đẹp quá. Đẹp nhất đó giờ từng thấy luôn á. Mà vì cái nhà phải chặt thôi. Đây thêm một cây đẹp nữa đây. Nghe tiếng đã ha. Cho nào chuẩn bị thắc mắc á thì đây đúng là cái mod đó. Chứ không có enchant nào làm được gì đâu. Gọi nó là cái mod thì thôi chứ nó là cái data pack chứ 1.13.2 chưa có mod. Mình có để trong mô tả nha. Cứ chỗ mà coi. Xong bốn góc ha. Tiếp theo là nói nó lại. Cho nên không có cần cửa. Nên cũng dễ. Không đủ. Tạm thời đắp lại bằng cái này đi. Đó là cái tường, tiếp theo là phần ở trên, chủ yếu là ở trên á. Ở ngoài nhìn vô nó mới đẹp. Nguyên cái khúc này hả? Gỗ gì đây? Gỗ nào màu nó phải sáng xíu. Bạch dương á. Gỗ bạch, bạch dương được á. Mình chưa có thu hoạch mấy cái gỗ này nhiều lắm. Giờ mình chạy hết nguyên dãy này ha. Rồi quay ngược lại lấy cái mầm của nó sao. Hơi nhiều rồi. Rồi quay ngược lại đi. Nó bắt đầu có rồi đó. Đây. Nhóc hết trơn luôn. Hồi đó là phải đào từng cái lá một để kiếm á. Giờ chạy vòng một rồi. Như đây đủ rồi. Nó rớt hoài luôn. Rồi mấy cái ô đất rồi nè. Chồng lại ngay chân. Đi vô làm vài cái bánh bí ngô ăn. Yeah. Mình còn phải có cái đường khác đi vô. Vô hoài gì cũng chán quá. Rồi. Quá ngon. Giờ tới giai đoạn hành xác nè. Cái máy làm kiểu gì đây? Mình có thể làm nó kiểu một cái lâu đài á. Gì cũng được, gì thì dễ. Mấy cái tường mình thấy nó đơn điệu quá. Sau này chỉnh. Giờ chủ yếu là cái máy. Xong. Tiếp theo là đắp nó lại. Mình có thể đắp nó lại kiểu y chang dưới này luôn nè. Rồi thêm một cái tầng ở trên là một cái nhà nữa. Mà nhà để cái gì? Chưa biết. Giờ biết chỗ này là phòng làm phép thôi. Trên đó là cái nhà gì thì để thiết kế sao? Ồ, khoan. Nếu mà cho nó là nhà thì mình sẽ xài đá cuội ở ngay góc này vừa đủ luôn. Rồi tiếp theo là màu gỗ này nè. À, không phải, phải màu ngược lại của nó là màu đen á. Này. Oh shit, hết rồi. À, 1 2 3 4 5 kia nữa. Không ổn, không ổn. Thì cách khác. Cái sòi sẫm mình coi dưới phải không? Có làm được một hàng ngang như vậy. Vậy thì tiếp theo là gỗ bạch dương.
Rồi nguyên hàng ở trong à. Cần phải là một cái quai văn gì đó luôn á. Để coi. Đây là một cái dấu nhọn nè. Rồi, tiếp theo là ở giữa. Ở giữa này là cái nhà của mình á, nhà ở trên á. Và mình muốn được đi trên gỗ. Cho nên chắc xài gỗ luôn. Mình muốn gỗ sẫm đây nè, no. Mình muốn cái gỗ này ở trong. Mà nó không có. Nó trồng được không ta? Thiệt chứ. Không chuẩn bị trước gì hết. Cái đây nè. Cái thân này nè. Mình phải đổi lại bằng nhiều loại gỗ khác nhau dựng lên á. Vì nó mới hợp với cái sự mà đa sắc màu của ở trên này. Giờ thì farm này thôi. Giờ phải đợi nó góp mấy chòi hoặc là có thể làm như vậy. Chưa làm được nào hết. Mà không thấy gớt ta. Ô này ngộ rồi nha. Ok có kìa, ha ha, mừng quá. Có ở đây luôn. Này chưa thấy. Shit. Cái này hiếm dữ ta. Ít còn cây. Quên. Thôi để tự động rơi đi. Mình giờ cũng hết đồ ăn. Ít quá nữa. Làm bánh mới ngon chi. Bó tay luôn. Là bạn này không? Bảo hiểm không? Thôi thôi thôi. Cuối cùng nuôi rùa đã nở ra đi chân. Bó tay luôn. Nở được hai con rồi. Ủa cái màu đâu có sậm lắm đâu. Mà cũng đỡ hơn. Là cái màu này. Vì gỗ này đâu ra vậy? Bạn nào nhớ không? Mình là hoàn toàn quên luôn rồi đó. Hoàn thành home enchant rồi. Nhìn sao? Mình thấy cũng được. Rồi sau này á, trang trí ba này vô. Mấy cái tường á, mình sẽ làm cho nó sinh động xíu. Tạm thời để gì đi. Bụp. Ý chưa. Lên không? Vô lô. Ý lên đúng được. Lên được không ta? Ý được nè, không ăn đam. Ha. Hay. Gỗ cất vô. Bây giờ đi farm. Kinh nghiệm. Hồi lại tất cả mọi thứ mà nó bị hư. Ồ, này chưa có mấy đinh nữa. À, vừa nghĩ ra. Mình có thể làm cờ phải không? Vậy thì mình sẽ gắn cờ dài từ đó qua. Là ở bên ngoài nó sẽ đẹp hơn á. Đúng rồi. Gắn cờ dài qua luôn. Mà chưa. Để sao? Vừa nghĩ ra nếu làm cái đường đi cao hơn nó xíu là được rồi. Tạm thời vậy đi. Móc để cửa vô là được. Muốn có sửa chữa vô cái chân đâu phải có nhiều sắt. Để làm la bàn á. Còn không mình phải kiếm thằng dân làng khác để mình đổi emerald cho nó. Hoặc là đi một chuyến đi khám phá biển. Kiếm emerald cũng được. Lạc đường rồi. Mới còn phá qua để về không? Thôi về cái đi. Nhìn cái. Được được được. Ủa có zombie. Để đi ngủ nha. Rồi làm thay vài cái pháo hoa nữa. Ồ, what the hell. Pháo hoa lấy mía ra làm thôi đó. Được stack rồi đó. Tập sau mình phải làm cái Reaper Farm rồi. Giờ mình chắc không có đi được qua bên cái chỗ đó đâu. Đi được nhưng mà
Phải chuẩn á. Không được đi lạc nữa. Bán đồ đó ta. Đi nè. Rồi ăn vô đi. Ủa? Gì? Đây. Để tập sau làm cái Creeper Farm đi. Rồi lấy nhiều pháo hoa. Đi biển. Đi kiếm vàng với lại kiếm luôn lục bảo á. Đây. Rồi cầm này lên. Đi. Cái này mình đứng chừng 2 phút. Bao nhiêu 2 phút là lên 30 rồi. Để bạn coi cái sự nhanh của nó nè. Đây. Đó. Hơi ồn. Lộn. Âm thanh đây. Đánh máy quỷ này là phải 1% đi. Đó. Máy quỷ này ồn ghê luôn, không biết ai thiết kế nữa. Nè coi nè, mình đứng đây chưa tới 1 phút nữa. Là lên 30 luôn nè. Đi quên, sửa cuốc lại. Ôi, bền dữ ta. Chưa tới nữa kìa. Nó vừa lên cấp mà nó vừa sửa vậy, kỳ vậy. Tụi nó sửa xong rồi mới lên cấp chứ. Ôi, nó spawn được trên cỏ ta, kỳ vậy. Tụi không được chứ. Cuốc bền ghê luôn ta. Cuốc bền quá cao. Sửa là cũng khó. Hồi đó farm lên 30 là 30 phút. Giờ đánh xíu là có luôn. 37 luôn rồi. Đây là vừa lên cấp vừa sửa đồ luôn đó. Rồi giờ đi về hơi mệt. Không biết nó có thể đẩy mình xuống dưới không á. Ý đúng rồi. Mình có thể bay về. Mình quá có pháo hoa. Ủa chưa quên đầy. Này full mới được. Full không. Rồi ok đi. Hết này cái. Go. Rồi. Đi. Xong. Này nhiều quá rồi. Không có chỗ để luôn rồi. Vậy bây giờ mình cái giọng cũng không có nói nhiều được á. Mình sẽ ngừng tập này tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye. Đây là Fabio của mình đây. Giờ thì bye bye.